Hello, xin chào cả nhà ha. Hôm nay lại có một cái viên cực kỳ cực kỳ đáng để sưu tầm luôn ha. Cho mọi người coi. Viên này là một cái viên sáp mà hồng trà ánh xanh lục ha. Xanh lục đẹp lắm luôn, nâu luôn á. Ngoài cái viên này đặc biệt ở chỗ là nó có những cái cánh hoa đó, thấy không, nguyên cái cánh hoa bên trong luôn á, đỉnh không, hiếm lắm ha. Lá thực vật rồi này nọ thế nhiều nhưng mà cánh hoa luôn ha. Cái này tiếc là cái viên này nó là sáp ha, nó vừa gọi là vừa tốt mà vừa không tốt. Tại vì á, cái sáp mà có thực vật á thì nó sẽ không có thấy rõ cái thực vật ha. Đó, không có thấy rõ cái thực vật. Đó, nhiều khi mình phải có ánh sáng mạnh á thì mình mới thấy rõ cái thực vật. Đó. Nó tiếc là vậy. Nếu như viên này mà trong á, mà nó có cái thực vật này á rõ ràng luôn á. Đó, thì cái đó giá trị nó càng cao hơn. Đó, tiếc ha, đáng tiếc. Hai cái đều là hoàn hảo kết hợp với nhau thì nó sẽ không có hoàn hảo ha. Giá trị nó sẽ không có cao bằng. Nếu như mà nó là một cái viên trong, ví dụ mà nó là một cái viên trong đi mà nó có thực vật đi, đó thì giá trị nó sẽ cao hơn là những cái loại mà sáp và có thực vật. Sáp là những cái viên mà nó bên trong nó nhìn nó giống như có một cái lớp đục ngầu đó. Mà những viên này thường là nó lâu năm dưới lòng đất nó sâu. Quá đẹp luôn cái viên này. Viên này sáp đẹp lắm à. Cái nó ánh xanh lục nguyên viên. Ánh xanh lục nguyên viên. Có cái hoa. Bắt đầu do tưởng là cái đường nứt, tưởng là cái gạn ha, nhưng mà không phải, nó là cái cánh hoa. Quá đẹp luôn, rồi thôi chào cả nhà ha, bạn nào mà thích hậu pháp thì nhớ liên hệ mình. Bye bye.